Ok, vâng, xin chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2020. Rất là cảm ơn anh Phúc, anh ở thành phố Vinh, Nghệ An. Anh đã ủng hộ bên công ty JK chúng em với một cấu hình combo karaoke 13 triệu 400 ngàn đồng. Thì có một thiết bị như là một đôi loa JBL G2000 chúng em đang lắp đặt đây, đang lắp đặt. Và một chiếc đầy QA800 Pro thì đang chuẩn bị để mở hộp. Và một chiếc vang KM8FX Pro nữa. Thì ở cấu hình này thì chúng em tặng cho anh Phúc một chiếc mic dây, anh em nhân viên kỹ thuật đang lắp đặt. Anh ơi cứ mở cứ bỏ đấy, mở con QM800 ra đã. Đến với con G2000 này, các anh em có thể thấy đây, dòng loa này là dòng loa thùng với cái chiều cao của nó chắc tầm độ 75 phân gì đấy. Và sở hữu cho mình con bass 30, một con trung 15 hai lăn tép và một con siêu tép đi kèm. Ở đây thì con bass 30 này nó khai thác công suất cực đại lên đến 350W. Rất là phù hợp để ghép combo karaoke gia đình. Phong cách đẹp và sang trọng, màu vàng gold, phiên bản limited, rất là ít phiên bản này về, lần này cũng khá là hiếm. Và đây là con QA800 Pro dòng đẩy 2 kênh, mạch class D, giật nó ra được, giật cái chì, đây là con chì. Đó. Mạch class D, nguồn xung, 2 kênh, dòng này chuyên đánh gia đình rất là nhỏ, gọn gọn gàng. Con này bề dày của nó tầm độ 1,5 U, nó sẽ ngoài 5 phân và trọng lượng kg của nó tầm độ 5 kg. Và công suất con này nó có hai chế độ đánh nhá. Nó sẽ có hai chế độ đánh, một là đánh ở chế độ 400W, hai là 800W để chúng ta đánh. Thì thường đánh đôi này thì em sẽ để gạt về chế độ 400 hoặc cứ để 800 được. Vì dòng loa này nó chịu đòn rất là tốt. Ok. Anh cứ xếp con vang vào đã, lấy con vang KM8FX vào cho. Pro. Nghe ở kia kìa, đấy con vang kìa. Ok, con đẩy này thì các anh em thấy đấy. Con đẩy là dòng đẩy 2 kênh. Nó là tầm độ ngoài 5 phân thì các bạn em hay gọi nó là dòng đẩy 1,5 U, đẩy 2 cây. QA800 Pro phối ghép cùng một chiếc vang KM8FX Pro. Hai con này hiện nay là hai phiên bản mới nhất để đưa về phân khúc gia đình, karaoke gia đình đấy. Nó thôi anh cắm giác vào cho em. Cắm à? Cắm nguồn, cắm dây giác kết nối với cho em. Em giới thiệu con 800 Pro này của chúng em là phiên bản mới ra. Nó là phiên bản đàn em của QA1600, nó là 2 kênh. Phù hợp để cho các anh em đánh rất là phù hợp để các anh em đánh gia đình nhé, đánh gia đình, đánh theo dạng karaoke gia đình nhé. Hai kênh rất là phù hợp. Kệ ai gọi anh gọi em đi. Kệ anh cứ cắm mấy cho, cắm nguồn các thứ cho. Các anh em chờ em chút nữa em sẽ cắm nguồn. Đối với con này sử dụng mạch class D nguồn xung và con này thì là dòng đánh gia đình rất là hợp lý ạ. Có màn hình trang bị hiển thị đầy đủ thông số, tính em đều hoạt động nguồn lên cho anh em xem. Chưa cắm nguồn, đang cắm nữa đấy. Thì thường con này nó vẫn có cái chế độ khóa như là chuyển chế độ shifte này đấy. Thì nó sẽ có lock này, thì các anh em giữ cho em hai cái này, ấn vào cùng một lúc nó khoảng độ 5 đến 10 giây thì nó sẽ chuyển on ra, các anh em sẽ chuyển parallel right. Nhưng mà con này hai kênh thì chúng ta không cần đánh cái chế độ, chúng ta chỉ cần shifte là được rồi. Như này thì trẻ con nó đỡ nghịch. Nếu mà chuyển sang right là nó sẽ tăng công suất lên, nó đánh sẽ dễ bị hỏng loa. Tiếp đến bên trên này có con vang KM8FX Pro, phiên bản là vang cao cấp hiện nay, là cái phiên bản mà sử dụng gia đình hay nhất. Có Bluetooth, có cổng quang, có USB đấy. Có tất cả những cái công nghệ như là công nghệ số này, lập trình 8 hiệu ứng mic này, có Bluetooth cũng như là 48 bit DSP rất là dễ chỉnh. Kết hợp một bộ combo này là nó giữa cái hai màu sắc màu đen và màu vàng gold. Ok, sau đây thì em sẽ đi vào khởi động dàn máy này lên để test nhạc cho các anh em chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Với cấu hình gửi cho anh Phúc. Với cấu hình này thì đây, em vừa nói tặng cho anh Phúc một chiếc mic SM2000 của Subox. Và tất cả dây jack thì như em đã kết nối đây, các anh em có thể thấy đây. Tất cả dây jack đây là đường vào từ 3.5 ra hoa sen sẽ đi vào cái đường này. Đấy, đường in 1, in 2 của vang. Hai đường xuất cam nông thì sẽ đưa trực tiếp xuống đẩy. Và hai con đường này là đường xuất tín hiệu ra loa. Cầm dây jack thì em sẽ tặng kèm dây jack hết nhé. Chúng em sẽ tặng kèm hết dây jack cho các anh em. Và sau đây thì em đã test một đoạn nhạc không lời trước khi gửi đi cho anh Phúc ở trong thành phố Vinh, Nghệ An.
thì chúng em cũng xin được khép lại video tại đây để chúng em đóng hàng gửi cho anh Phúc, vì chúng em sẽ tìm xe gửi cho anh nhanh nhận được hàng. Thì chắc là hôm nay tầm này em ra gửi xe thì để chiều tối là anh sẽ nhận được hàng thôi. Cảm ơn anh Phúc rất là nhiều. Khi nào em gửi được nhà xe thì em sẽ lấy số điện thoại nhà xe em gửi cho anh, và anh liên hệ với nhà xe để nhận đơn hàng đấy nhé. Cảm ơn các anh em rất là nhiều, cũng cảm ơn anh Phúc đã đồng hành cùng bên công ty JK Audio chúng em. Và chúng em luôn luôn mong muốn đem được những sản phẩm tốt cũng như là giá thành ưu đãi nhất đến các anh em.